Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 13 tháng 8 trên kênh VTC14, đài truyền kỹ thuật số VTC. Chúng tôi xin được mở đầu bản tin với những thông tin cập nhật về cơn bão số 7. Vào lúc 13 giờ ngày hôm nay thì ngày 13 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ vĩ Bắc, 114,1 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía đông đông bắc. Cường độ bão mạnh cấp 13 cấp 14 giật cấp 16 cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới thì bão có khả năng mạnh thêm và di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Đến 13 giờ ngày 14 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 21,1 độ vĩ Bắc, 111,3 độ kinh Đông, trên khu vực phía đông đảo Lô Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo thì bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Và đến 13 giờ ngày 15 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cường độ giảm xuống cấp 9 giật cấp 10 cấp 11. Thưa quý vị, trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo thì báo có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa tây bắc và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Do ảnh hưởng của bão vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11 cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14 cấp 15 giật cấp 16 cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, rất cấp 12, cấp 13 biển động dữ dội và rất nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Và từ ngày mai ngày 14 tháng 8 thì vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, riêng phía Đông Bắc cấp 8, cấp 9 giật cấp 10, cấp 11 biển động rất mạnh. Các tàu thuyền cần tìm nơi neo đậu an toàn cũng chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến khu vực Cà Mau sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có lúc xoáy và biển động. Thưa quý vị, gió Tây Nam hoạt động mạnh, mưa rào và rông tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại Tây Nguyên và Nam Bộ, tập trung nhiều vào chiều tối và đêm. Và nơi có lượng mưa khá lớn là các tỉnh miền Tây Nam Bộ và phần phía Nam khu vực Tây Nguyên. các con hiện nay thì lúa thu đông ở đồng bằng sông Cửu Long đang phát triển. Đây là vụ lúa cuối cùng trong năm và thường gặp nhiều trở ngại so với những vụ trước như là ngộ độc phèn, độc hữu cơ, sâu bệnh từ vụ trước lưu tồn lại. Bão lụt luôn đe dọa sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất. Chất dinh dưỡng bị lấy đi nhiều qua hai vụ lúa trước dẫn đến đất bị bạc màu. Vì thế mà bà con nông dân cần bổ sung một lượng dinh dưỡng rất lớn, cần bón cân đối giữa các loại phân đa lượng đạm, lân, kali và chú ý bổ sung các loại phân hữu cơ, phân vi sinh và các loại phân khoáng có chứa canxi, magie để cải tạo đất. Bà con cần bón phân theo bảng so màu lá để tránh dư phân đạm, bón bổ sung phân kali hàm lượng lúa để cho lúa cứng cây, tránh đổ ngã sẽ làm giảm năng suất lúa. Và đồng thời thì do canh tác liên tục nên dày nâu luôn tồn tại nhiều thế hệ trên đồng ruộng và đa số dày nâu hiện nay thì đều mang mầm bệnh virus. Nếu ruộng lúa non bị dày tấn công thì khả năng cây lúa bị nhiễm bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá rất lớn. Vì vậy bà con nông dân cần chú ý đến loại sâu hại này. Tiếp theo thì xin mời bà con cùng theo dõi dự báo các vùng trên cả nước cho đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng và nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 23 đến 26 độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ, độ ẩm trung bình vào khoảng từ 80 đến 85%. Còn khu vực phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi còn nắng nóng và nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25 đến 28 độ, cao nhất phổ biến trong khoảng từ 32 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến khu vực Thừa Thiên Huế mây thay đổi có mưa rào và rông ở một vài nơi và nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 25 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa rào và rông và nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 24 đến 27 độ, còn cao nhất sẽ phổ biến trong khoảng từ 29 đến 32 độ, độ trung bình từ 82 đến 87%. Đến với khu vực Tây Nguyên thì trời nhiều mây có mưa vừa và rông và nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 20 đến 23 độ, cao nhất phổ biến từ 27 đến 30 độ, độ trung bình từ 82 đến 88%. Các tỉnh Nam Bộ trời nhiều mây có nơi mưa vừa và rông và nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 23 đến 26 độ về đêm. Cao nhất ban ngày sẽ phổ biến trong khoảng từ 29 đến 32 độ, độ trung bình từ 85 đến 90%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại ở đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.